4 điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ thần tài tổ địa gây mất tài lộc ở công ty. Hôm nay Quản Tổng để phong thủy kinh doanh để tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những thông tin bổ ích về việc đặt bàn thờ thần tài tổ địa để tránh mất tài lộc. Như anh chị đã biết là thần tài là vị thần chuyên về bảo hộ cái vấn đề về tài lộc, về may mắn. Thổ địa là một vị thần chuyên về bảo hộ, che chở, ngăn chặn những cái thế lực tà ma ngoại đạo ở bên ngoài xâm nhập vào. Bên cạnh đó, chư vị còn bảo vệ cho chúng ta được bình an, được may mắn và giúp đỡ những cái công việc trong cuộc sống. Đối với công ty, việc thờ thần tài thổ địa rất quan trọng. Nếu chúng ta thờ tốt, có sự giao cảm sẽ giúp cho công ty được gia tăng tài lộc, gia tăng cái khách hàng, thu hồi được công nợ, rồi bảo hộ cho nhân viên được bình an, may mắn đi đến nơi, về đến chốn. Vậy 4 điều kiêng kỵ để tránh chúng ta mất tài lộc khi đặt bàn thờ thần tài tổ địa. Thứ nhất là việc đặt bàn thờ thần tài tổ địa ở vị trí tụ tài. Nếu chúng ta đặt vị trí không đúng sẽ làm cho chúng ta bị mất tài lộc, thoát tài lộc. Quản Tổng thường gặp anh chị chủ doanh nghiệp đặt bàn thờ thần tài tổ địa hướng ra cửa, hướng ra con đường lớn. Điều này vô hình làm cho chúng ta thoát tài lộc rất nhanh. Lý do là bàn thờ của chúng ta không có được tụ tài. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi ngay cái vị trí đặt bàn thờ thần tài tổ địa. Thứ hai, đó là bàn thờ thần tài tổ địa đặt ở những nơi xú uế, những nơi ẩm thấp, những nơi dơ bẩn, bàn thờ lâu ngày không có được lau chùi vệ sinh. Điều này sẽ làm cho chúng ta bị phạm một cái lỗi là lỗi bất kính. Vì nhà của chúng ta cũng cần phải sạch sẽ. Thì bàn thờ thần tài tổ địa là nơi chúng ta gửi gắm cái cầu nguyện, gửi gắm cái niềm tin mà chúng ta lại đặt ở những vị trí không có được sạch sẽ. Điều này sẽ làm cho chúng ta bị mất tài lộc. Ngoài ra, nếu bị nặng thì chúng ta sẽ bị quở phạt, bị hành bệnh. Điều này rất là không tốt. Anh chị em cần phải lưu ý. Quản Tổng khuyên, nếu chúng ta đã thờ thì phải thờ cho đàng hoàng, còn không thì chúng ta không nên thờ. Thứ ba, đó là việc khai quang tượng thần tài tổ địa và cúng an vị bàn thờ thần tài tổ địa. Việc khai quang và cúng an vị ban đầu sẽ giúp cho chư vị nhận ra đây là cái khu vực mà người chủ doanh nghiệp gửi gắm cái niềm tin, gửi gắm cái sự cầu nguyện của mình vào trong cái tôn tượng đó, cái bàn thờ đó, sẽ giúp cho cái sự giao cảm giữa người chủ doanh nghiệp và cái chư vị bề trên được tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ mua ở ngoài cửa hàng rồi đem về thờ thì vô tình có những trường hợp xấu là có những cái phần tà linh gá nhập vào trong cái tôn tượng đó. Rồi những cái tà linh đó mỗi ngày sẽ phá hoại, sẽ gây cái sự trắc trở khó khăn trong cái công việc cho công ty. Đây là một điều lợi bất cập hại. Cho nên việc thờ cúng chúng ta cần phải được khai quang đàng hoàng. Và tiếp theo, đó chính là việc cầu nguyện. Chúng ta phải biết cầu nguyện với chư vị thần tài thổ địa, ngũ phương ngũ thổ long thần. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có sự giao cảm, giúp cho chúng ta gia tăng cái tài lộc. Tiếp theo, đó là việc sắp đặt bàn thờ quá rườm rà. Chúng ta đặt quá nhiều bài trí, quá nhiều những cái vật dụng cầu tài lộc. Điều đó sẽ làm cho bàn thờ chúng ta bị rối loạn trong khí, không tốt cho cái việc tụ khí. Đặc biệt là chúng ta không nên để tỏi ở trên bàn thờ. Đây là một trong cái lỗi vi phạm rất là nặng mà Quản Tổng đã gặp rất nhiều ở những cái bàn thờ của anh chị làm chủ doanh nghiệp. Như vậy, anh chị sẽ thấy 4 điều mà Quản Tổng đã vừa nêu rất là quan trọng, nó sẽ làm cho chúng ta bị mất tài lộc và hao tổn tài lộc. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ về việc set up bàn thờ thần tài thổ địa, hãy comment, Quản Tổng sẽ hỗ trợ tư vấn hữu duyên cho anh chị.